Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, trang Avia Pro đưa tin, trong bối cảnh có thông tin cho rằng siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ có thể sử dụng 10 máy bay không người lái để trinh sát, chế áp điện tử và tấn công chống lại lực lượng đối phương. Như vậy, nhiều đồn đoán cho rằng việc hiện đại hóa máy bay chiến đấu của Nga sẽ cho phép Su-57 được xếp vào hàng thế hệ thứ 5 một cộng. Giới chuyên gia lưu ý rằng, Ngày nay theo các đặc điểm được chấp nhận của máy bay chiến đấu thế thứ 6, máy bay này có thể được lái dù có hoặc không có sự hiện diện của con người và mặc dù ngày nay không có phiên bản không người lái của Su-57. Tuy nhiên, thực tế là máy bay chiến đấu của Nga có thể sử dụng ở chế độ máy bay không người lái và rất có thể sẽ được điều khiển bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo giúp nâng cấp loại máy bay chiến đấu lên cấp độ thế hệ thứ 5 một cộng hoặc thậm chí lên thế hệ thứ 5 hai cộng. Đối với thông tin về việc sử dụng máy bay không người lái của chiến đấu cơ Su-57 của Nga, giới phân tích quân sự cho biết máy bay chiến đấu Su-57 sẽ mang theo bên trong và bên ngoài khoang và việc phát triển thiết bị trong buồng lái và chương trình phần mềm điều khiển đã bắt đầu được triển khai. Một giá đỡ cũng đã được chế tạo để tiến hành thử nghiệm trên mặt đất đối với hệ thống tương tác của UAV với máy bay chiến đấu và giữa các UAV với nhau trong thời gian thực bằng cách sử dụng hệ thống mô phỏng bán tự nhiên nguồn tin trong ngành công nghiệp quân sự cho hay. Được biết, một máy bay chiến đấu thể thứ 5 Su-57 có thể chứa bên trong khoang máy bay hơn 10 UAV trinh sát và tấn công, cũng như hệ thống tác chiến điện tử. Hiện tại, công việc liên quan đến việc thử nghiệm các máy bay không người lái này đã được tiến hành. Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát của các hệ thống máy bay chiến đấu, các nhà thiết kế Nga có thể sẽ thực hiện kế hoạch không sớm hơn từ năm 2024 đến năm 2025 các thiết bị trong phạm vi hoạt động theo nhóm thông qua các kênh liên lạc an toàn sẽ được tương tác với tổ hợp điều khiển trên máy bay tiêm kích mang theo UAV và giữa các UAV với nhau, nguồn tin trên giải thích. Trước đó, trong bối cảnh hoàn thành công việc sửa chữa và hiện đại hóa tàu sân bay hạng nặng đô đốc Kunesov của Nga, xuất hiện thông tin cho rằng hạm đội Nga đang chuẩn bị trang bị cho bong tàu sân bay này một nhóm máy bay chiến đấu Su-57. Một phiên bản dựa trên tàu sân bay của máy bay chiến đấu thể thứ 5 hơn nữa, phiên bản thứ hai có thể xuất hiện từ sau 1,5 đến 2 năm nữa. Cho đến nay, không có xác nhận chính thức về dữ liệu này, tuy nhiên hàm đội Nga rõ ràng quan tâm đến việc tăng khả năng chiến đấu của tàu sân bay đô đốc Kunashov thông qua việc sử dụng các máy bay chiến đấu công nghệ cao, thậm chí là phiên bản hiện tại của riêng Su-57 đủ để chống lại cả một nhóm tấn công tàu sân bay của đối phương. Đây là thông tin do phía Nga cung cấp. Tiếng kích thể thứ nam Su-57 được coi là máy bay chiến đấu công nghệ cao nhất của Nga. Mặc dù việc sản xuất hàng loạt loại tiêm kích này đang gặp một số khó khăn, nhưng triển vọng của nó vẫn rất cao. Vào cuối năm 2020, chiếc tiêm kích tàng hình Su-57 đầu tiên trong lô sản xuất hàng loạt mang số hiệu ID-1 đã được biên chế cho quân khu miền Nam và hoạt động tại căn cứ Novosibirsk. Nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết, sẽ có thêm bốn chiếc Su-57 nữa được bàn giao cho lực lượng không quân vũ trụ Nga trong năm 2021. Hiện nay, Nga chỉ có một biến thể sản xuất đại trà của Su-57, mặc dù họ tuyên bố có thể phát triển một số biến thể từ bản gốc. Nga lần đầu tiên thúc đẩy một phiên bản thứ hai, Su-57E, vào tháng 3 năm 2019, có thể dùng cho xuất khẩu. Trong một thông tin khác, Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Rubin một bộ phận của tập đoàn đóng tàu thống nhất nhà nước nga đang phát triển chiếc tàu tuần tra đầu tiên có khả năng lặn dưới nước cho khách hàng nước ngoài với tên gọi bos đây là loại tàu ngầm có giá thành vừa phải dành cho những quốc gia có ngân sách quốc phòng khiêm tốn con tàu mới kết hợp các tính năng và lợi thế của tàu ngầm với các tàu tuần tra mặt nước dự án dành riêng cho xuất khẩu này được tin là sẽ thu hút sự chú ý của những quốc gia nhỏ hơn đang muốn nâng cấp hạm đội của họ mục đích của dự án bos vào giữa tháng 4 năm 2021, Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Rubin đã tiết lộ một dự án mới. Cơ quan này cung cấp thông tin cơ bản về dự án chế tạo một loại tàu lặn tuần tra đặc biệt, quá trình thực hiện và kết quả dự án. Cùng với đó là hình ảnh 3 chiều về một tàu tuần tra có các tính năng của tàu ngầm. Dự án dành riêng cho xuất khẩu có tên gọi Sentinel, người bảo vệ, trong tiếng Nga, còn tiếng Anh có tên gọi là Boss, Sentinel rất có thể sẽ được tiếp thị trên thị trường quốc tế với tên gọi là Boss. Các nhà phát triển dự án lưu ý rằng giá thành của các tàu tuần tra hiện đại tương đối thấp, nên chúng sẽ phù hợp với những quốc gia có ngân sách nhỏ. Mục tiêu của những con tàu này là ngăn chặn nạn săn bắt trộm và đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng còn có thể dùng làm tàu bảo vệ, tàu cứu hộ hoặc phục vụ mục đích nghiên cứu. Ông Victor Murakov, tổng biên tập tạp chí Homeland, đã cho biết rằng Dự án Sentinel đề xuất đóng một con tàu có khả năng hoạt động cả bên trên lẫn bên dưới mặt nước. Khi hoạt động trên mặt nước, nó có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xác định và bắt giữ các đối tượng vi phạm. Khi hoạt động dưới mặt nước, nó sẽ bí mật theo dõi những kẻ xâm nhập, trinh sát và tránh được thời tiết xấu trong khi làm nhiệm vụ. Theo ông Viktor Murakowski, phiên đản đầu tiên của tàu lận tuần tra sẽ có những đặc tính trên. Trong tương lai, chúng sẽ được sửa đổi để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng nước ngoài. Những hình ảnh được công bố chính thức cho thấy rằng con tàu này mang hình dáng của một chiếc tàu ngầm nhưng lại có một số đặc tính không giống đặc tính điển hình của những con tàu hoạt động dưới mặt nước. Sentinel có thân khá dài với bong thẳng. Trên bong có một buồng lái với kích thước hạn chế. Ở mũi tàu được trang bị anten phức hợp thủy âm. Tàu có tháp điều khiển hình nón với các bánh lái nằm ngang. Phía đuôi tàu có một khoang để chứa sông máy của các đội tuần tra. Theo thông tin được công bố, về mặt kiến trúc và kích thước. Con tàu này giống với các tàu ngầm diesel điện dự án 613 được đóng vào những năm 1950. Đây là dự án lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Nga và được các khách hàng nước ngoài rất ưa chuộng. Tùy thuộc vào cấu hình, tàu tuần tra Sentinel sẽ có chiều dài từ 60 đến 70 mét, lượng cho nước khoảng 1.000 tấn. Thông tin đầy đủ về các hệ thống và trang thiết bị đặc biệt của con tàu vẫn chưa được nêu rõ. Tuy vậy, chiếc tàu tuần tra này được cho là có thể mang theo những loại vũ khí như là ngư lôi, hệ thống tên lửa và các bệ pháo nòng cỡ nhỏ. Để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát, con tàu này sẽ được trang bị máy bay không người lái UAV có khả năng bay nhiều sửa liên tục và những sổ máy. Thủy thủ đoàn bao gồm 42 người, kể cả đội tuần tra có trách nhiệm xử lý những đối tượng vi phạm. Chuyên gia Viktor Murakowski cho biết rằng, việc dự án phát triển Sentinel nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu hiện tại của thị trường quốc tế. Nhiều quốc gia đang đặc biệt quan tâm đến các tàu tuần tra. Nhờ dự án này, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể đạt được một vị thế mới trên thị trường quốc tế. Để chiến thắng các đối thủ nước ngoài, tàu tuần tra mới phải có những lợi thế nhất định vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. Một trong những lợi thế của Sentinel là từ bỏ hình dáng truyền thống của tàu mặt nước để chuyển sang hình dáng kết hợp giữa tàu tuần tra và tàu ngầm mang tính năng cơ bản của các tàu mặt nước sentinel có thể thực hiện các cuộc tuần tra bắt giữ những đối tượng vi phạm giống như các tàu tuần tra khác ngoài ra do địch tích hợp vũ khí nên nó có thể cung cấp khả năng chiến đấu cần thiết đáp ứng yêu cầu đối với các tàu mặt nước ở khía cạnh khác khả năng lặn sẽ giúp con tàu có thể tàng hình và thực hiện những nhiệm vụ bên dưới mặt nước cũng như cung cấp những lợi thế khác ông victor morakosky kết luận quan trọng hơn cả Sentinel không phải là tàu chuyên dụng mà là tàu đa chức năng. Trang thiết bị và vũ khí của nó sẽ do khách hàng quyết định và tùy thuộc vào nhu cầu của họ. Trong dự án Sentinel có cả những con tàu tuần tra đơn giản được trang bị tối thiểu và những thợ săn uy lực được trang bị tối tân có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên và dưới mặt nước. Sự linh hoạt trong việc sử dụng loại tàu này có thể sẽ là một lợi thế cạnh tranh quan trọng. Ban tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo